quay trở lại với dự án biệt thự Mũi Ông Đội giai đoạn 2, thương hiệu Sun Premier Village Eden Bay. Và đây là một dự án có sự hòa quyện của yếu tố bí ẩn, quý giá và công phu đến từng chi tiết, từ phong cảnh đến thiết kế, xứng đáng một kiệt tác giữa biển trời đảo ngọc. Thì chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đấy là hình ảnh quay từ trên cao khu dự án Mũi Ông Đội giai đoạn 2. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh rất là đẹp về biển trời Phú Quốc. Người ta thường nói y phục xứng kịp đức, một kiệt tác phải thuộc về những cái chủ nhân xứng đáng, giống như họa phẩm Gacon a la Pipe của danh họa Picasso chỉ có thể thuộc về nhà sưu tầm tranh cổ chứ John Huey, Whitney hoặc chỉ là một chỉ có ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield mới đủ tầm để sở hữu kiệt tác nghỉ dưỡng Musashi Bahamas. Thì đó là những cái mà đặc quyền của kiệt tác là đắm chìm trong sự trầm trồ của đám đông, đặc quyền của chủ nhân sở hữu thế giới riêng bên trong kiệt tác đó. Những cái chủ nhân mà sở hữu được biệt thự Mũi Ông Đội thì anh chị đều đã rất thành công trên thị trường cũng như là thương trường. Và đây là một trong những cái sản phẩm bất động sản khẳng định cái vị thế của chủ nhân cũng như là cái sức ảnh hưởng. Nó như là một cái món quà trang sức cũng như là một cái kênh đầu tư tuyệt vời, mang lại hai giá trị, một là giá trị về vật chất, hai là giá trị về tinh thần. Và những cái tuyệt tác thực thụ không chỉ dành ở đây thì không dành cho số đông và chỉ khi thuộc về những cái người xứng đáng với giá trị của những tuyệt tác thực sự, thì gì Eden Bay là một trong những cái tuyệt phẩm dành cho những anh chị yêu thích một cái sản phẩm bất động sản đẳng cấp và tọa lạc tại trong một trong những cái vị trí hiếm hoi nhất ở Việt Nam mình, sở hữu một cái tỷ lệ mặt biển với một cái góc view cực kỳ khoáng đạt tại dự án. Ở đây thì tuyệt tác Sun Premier Village Eden Bay cũng là một cái món quà riêng dành cho giới tinh hoa, tinh tường và xuất chúng luôn tìm kiếm những cái giá trị đặc biệt. Đó không đơn thuần là giá trị về vật chất xa hoa mà chứa đựng cả về ý nghĩa lớn lao về mỹ học, tính nhân văn, sự sâu sắc trong từng cái chi tiết cũng như sự đẳng cấp thượng lưu và vô cùng tinh tế. Ở góc máy này thì chúng ta có thể nhìn thấy Mũi Ông Đội và phía xa kia chính là khu vực Bãi Kem. Khu vực Bãi Kem thì có các căn biệt thự làng chài, nó ở một cái phân khúc sẽ thấp hơn khu biệt thự Mũi Ông Đội, và đó thì có các dự án khác như căn hộ khách sạn Premier Residence hay là khu JW Marriott Phú Quốc. Thì ở Bãi Kem, khu JW Marriott Phú Quốc là một trong những cái khu biệt thự, khu nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế và do tập đoàn Marriott quản lý và vận hành. Thì ở phía Mũi Ông Đội chúng ta cũng có hai giai đoạn. Đấy là giai đoạn 1 cũng do Accor vận hành và quản lý là thương hiệu Premier Village Phú Quốc Resort như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, bao gồm 175 căn biệt thự đẳng cấp. Ngày trước thì giá bán của những căn biệt thự ở đây sẽ dao động từ khoảng 25 đến khoảng 80 tỷ một căn. Và giai đoạn 2 nó chính là Sun Premier Village Eden Bay, nơi địa đàng nhân gian cho những cái trải nghiệm xa xỉ bậc nhất tại Nam đảo Phú Quốc, bao gồm tổ hợp 50 căn biệt thự nằm trên sườn đồi, bìa rừng và gành đá như chúng ta đang nhìn phía trên màn hình. Ở đây thì được thiết kế trên cái địa hình giật cấp độc đáo bên sườn đồi, thì những căn biệt thự tại đây mang đến một cái khái niệm kiến trúc riêng tư tối thượng trong một không gian mở, tức là hoàn toàn mới mẻ khi sử dụng những cái mảng kính tràn vào trong suốt tất cả các căn phòng, như mang cả thiên nhiên vào trong cái không gian sống. Nếu mà anh chị đến tham quan các cái căn biệt thự ở đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Thứ nhất là về cảnh quan xung quanh như mặt biển, nước rất là trong, xanh và đẹp. Ngoài ra thì có hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Những căn biệt thự này sẽ ẩn lấp ở trong những tán rừng và hệ thực vật, hệ động vật rất là phong phú,
những bầy khỉ ở đây thì rất là đông và sinh sôi nảy nở. Ngoài ra thì có những loài hoa miền nhiệt đới, nó cũng là một cái đặc sản riêng tại khu vực này. Và ở đây thì những cái căn nhà gối đầu vào núi theo phong thủy thì gọi là tựa sơn hướng thủy, tựa lưng vào núi và hướng ra mặt biển, phóng cái tầm nhìn ra biển xanh, giữ được cái sự riêng tư cho du khách, vừa mang đến một cái trải nghiệm thú vị khi ánh hoàng hôn buông xuống những căn biệt thự thì sẽ đón chọn cái ánh hoàng hôn trên mặt biển. Ở đây thì chúng ta có các cái căn biệt thự rất là đẹp với cái thiết kế như chúng ta đang nhìn trên màn hình, đó là thiết kế căn nhà xoay ngang. Biệt thự với cái lối thiết kế kiến trúc là nhà xoay ngang thì nó tạo một cái không gian khoáng đạt nhất cho căn nhà mình, với tất cả các vị trí như phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, nhà vệ sinh đều view được mặt biển. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái bể bơi xoay ngang thì tạo một cái cảm giác không gian biển nó ùa vào trong cái bể bơi và căn nhà mình. Và đây là những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn từ trên cao về căn biệt thự. Ngoài ra thì cảnh quan xung quanh căn biệt thự này nó là những loài hoa nhiệt đới, những cái tán cây nằm trong khu rừng nguyên sinh rất là đẹp. Và đây thì nó rất là VIP và riêng tư. Nếu mà anh chị đến thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ rệt những cái cây đó. Ở trên hình ảnh này thì nó chỉ thể hiện được một phần nào những cái đẹp nhất, những cái tinh túy nhất của một bất động sản đẳng cấp dành cho giới thượng lưu tại Nam đảo Phú Quốc. Thì Eden Bay là một sự lựa chọn dành cho anh chị. Đây là những cái hình ảnh quay thực tế và nó đẹp hơn phối cảnh rất là nhiều. Khi chúng ta thấy một cái mảng xanh của rừng cây và một cái mảng xanh của mặt biển. Ngoài ra thì chúng ta có một cái bầu trời, trên cái nền bầu trời trắng. Thì đây là một trong những cái dự án mà mình cảm nhận nó rất là khác biệt và nó rất là đẹp. Ngay từ những cái thời gian đầu khi mà mình đi cano cùng với những khách hàng mà đã mua giai đoạn 1 thì khách hàng cũng phải trầm trồ và mình cũng thực sự bất ngờ với những cái gì mà Sun Group đã làm được tại khu vực giai đoạn 2 mũi Ấn Độ. Ở đây 50 căn biệt thự dành cho 50 khách hàng yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, yêu sự khoáng đạt. Và ở đây chúng ta có những cái buổi chiều gió lộng, ban công là nơi mà những cái khách hàng ở đây nhâm nhi một tách cà phê hoặc đọc một cuốn sách, hít hà vào mùi gió biển mặn mòi. Và khi ánh trăng chiếu vào đảo Ngọc thì chủ nhân có thể đi dọc cái sườn đồi để ngắm trăng hay tận hưởng những cái đêm an lành. Đấy là những cái khung cảnh rất là mỹ miều và chỉ có chốn địa đàng nhân gian thì chúng ta mới có những cái khung cảnh như vậy. Và tọa lạc tại cái điểm tận cùng tại mũi Ấn Độ này thì những căn biệt thự VIP 50 tại đây là những cái viên ngọc hiếm có và ẩn mình trong những cái thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ. Tại đây thì cái ranh giới giữa thiên nhiên và thiên đường, mặt đất dường như là bị xóa nhòa và nó lập một cái đỉnh cao về sự hưởng thụ. Một cái kiệt tác mang tên The Eden Bay là một cái mảnh ghép hoàn hảo đưa nơi đây đến một cái tầm cao mới trong ngành dịch vụ du lịch biển đảo trên toàn thế giới, sánh vai với rất nhiều các cái quần đảo lớn nhỏ ở trên khắp thế giới. Một cái lô đất biệt thự ở đây thì sẽ rộng khoảng 368 mét, và những cái diện tích sân vườn xung quanh thì nó tạo lên cái không gian của căn biệt thự nó rộng lên đến cả 1000 mét. Tức là ngoài sở hữu riêng cái diện tích lô đất của căn biệt thự thì anh chị có thể tận hưởng trọn vẹn những không gian cảnh quan ở xung quanh căn biệt thự như mảng xanh từ rừng, từ những gành đá, từ những phiến đá, từ hoa trái, từ hệ động thực vật rất là phong phú tại đây. Hiện tại thì chủ đầu tư Sun Group đang áp dụng một cái chính sách bán hàng với cái chương trình cam kết cho thuê. Đấy là khách hàng sẽ nhận 330% doanh thu từ việc đưa cái căn biệt thự của khách hàng vào chương trình cho thuê theo thực tế kinh doanh hàng năm. Thì thời gian áp dụng là từ năm thứ tư đến hết năm thứ 15. Và thời gian cho thuê thì sẽ trong vòng 15 năm.
Tức là khách hàng sẽ bàn giao cái căn biệt thự này dành cho chủ đầu tư để họ vận hành, khai thác và quản lý. Kể từ khi mà khách hàng, tức là anh chị sẽ đóng đủ 95% giá trị căn biệt thự thì sẽ bắt đầu đưa vào cái chương trình cho thuê. Và hàng năm thì chủ đầu tư sẽ chốt số liệu thành một kỳ và kết thúc tài chính và công bố vào ngày 31 tháng 3 của các năm tiếp theo. Kết thúc và trả lãi lợi nhuận cho khách hàng một lần trên một năm. Ngoài ra thì mỗi một năm thì khách hàng, tức là nhà đầu tư ở đây thì sẽ được sử dụng 15 đêm nghỉ dưỡng miễn phí tại chính căn biệt thự của mình hoặc là những cái căn biệt thự khác cùng dự án dưới Eden Bay này. Ngoài ra thì chủ biệt thự được quy đổi cái quyền lợi đầu tư do bên thứ ba, do chủ đầu tư quy định tại hợp đồng cho thuê và được áp dụng trong cái hệ thống nghỉ dưỡng do Sun Group quy định, như là khu nghỉ dưỡng Prima Village Đà Nẵng Resort Manager by Accor Hotel, khách sạn Novotel Đà Nẵng Premier Han River Hotel, hay là Mercure Bà Nà Hill Friend Village, hoặc là các cái khu nghỉ dưỡng Prima Village Phú Quốc Ngũ Độ giai đoạn 1, hay là căn hộ Premier Residence Phú Quốc Emerald Bay. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái khách sạn Hotel The La Capo Amgari by Sofitel Sapa và các dự án khác trong tương lai mà Sun Group sẽ triển khai tại Việt Nam. Khi mà anh chị đầu tư một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở đây thì chủ đầu tư có tặng anh chị một cái trải nghiệm tuyệt tác Sun Group trị giá 250 triệu đồng. Đấy là một cái chuyến du lịch 6 ngày 5 đêm đi Hoa Kỳ trị giá 250 triệu đồng, bao gồm nghỉ tại khách sạn 4 5 sao, vì vé máy bay 2 chiều và xe hơi đưa đón trong sân bay cũng như là cả cái hành trình anh chị đi trải nghiệm thưởng thức cái ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng đẳng cấp. Chương trình này áp dụng cho hai người và không áp dụng trẻ em dưới 15 tuổi. Thời hạn là chương trình là một năm kể từ khi anh chị ký hợp đồng mua bán. Và lựa chọn thứ hai là anh chị trải nghiệm tuyệt tác tại Phú Quốc với tổng trị giá cũng lên đến 250 triệu đồng, 3 đêm tại khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Sun Group và các cái dịch vụ bổ trợ khác. Và trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy đấy là tổng thể về khu vực biệt thự Mũi Ông Đội giai đoạn 1 và giai đoạn 2, rất là tuyệt vời, rất là đẹp, bao gồm 220 căn biệt thự, 225 căn biệt thự giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn 1 là 175 căn biệt thự sườn đồi, biệt thự mặt biển, biệt thự gành đá, nó rất là đa dạng giai đoạn 1. Giai đoạn 2 thì chúng ta có biệt thự Seatats, biệt thự Greywood và biệt thự Mystic Hill, tức là biệt thự bìa rừng, biệt thự sườn đồi và biệt thự sát biển. Đấy là những cái mà sự đa dạng ở Mũi Ông Đội này, có cái sự đa dạng về động thực vật, hệ sinh thái, cảnh quan, và nó đa dạng từ chính những cái sản phẩm của Sun Group. Đấy là một cái điều khác biệt và rất là đặc biệt. Và chúng ta có thể nhìn thấy vị trí Mũi Ông Đội này nó cũng rất là đẹp. Hai bên là hai cái bãi tắm, một bãi biển bờ đông và một bãi biển bờ tây. Rất ít vị trí bất động sản mà có thể có hai cái bãi tắm này. Buổi sáng chúng ta có thể sử dụng bãi tắm bên bờ đông và buổi chiều chúng ta có thể sử dụng bãi tắm bên bờ tây để đón hoàng hôn trên biển. Và đây là một trong những dự án bất động sản mà mình thấy yêu thích nhất, và nó cũng là một trong những cái dự án bất động sản mình muốn chinh phục nhất và muốn mang tới những cái bất động sản giá trị ở đẳng cấp cao nhất dành cho những cái khách hàng, những khách hàng tinh hoa của Việt Nam, những cái chính khách, những khách hàng, những doanh nhân thành đạt và dành một cái số tiền rất là lớn để mua những cái căn biệt thự ở đây để trải nghiệm cũng như là đầu tư cũng như là bớt chút thời gian để nghỉ ngơi tại chính căn biệt thự của mình. Ngoài sở hữu về cái giá trị vật chất thì bất động sản tại Mũi Ông Đội nó là một cái món trang sức và nó là một cái giá trị khẳng định sự đẳng cấp cũng như là sự thành đạt của anh chị trong xã hội. Và ở đây thì nó như là một cái đất nước Việt Nam thu nhỏ. Nếu mà anh chị để ý thì Mũi Ông Đội nó sẽ hình chữ S
Và ở đây thì những căn biệt thự ở đây nó tượng trưng cho những cái vùng đất, những cái địa danh trải dài ở khắp Việt Nam mình, và một cái giới tinh hoa, những cái giá trị cốt lõi nhất, giới tinh hoa bậc nhất của đất Việt thì đều sở hữu một trong những căn biệt thự đẳng cấp tại dự án này. Và đây là một trong những dự án bất động sản mà ghi dấu đậm nét nhất và rõ nét nhất về cái mô hình phát triển bất động sản của Sun Group. Đấy là tạo ra một sự khác biệt, tạo ra những cái công trình, những cái dấu ấn vượt thời gian, và nó trường tồn theo năm tháng, những giá trị về độc bản, những giá trị về sự đẳng cấp. Và cái quan trọng nhất của Sun Group đấy là họ lựa chọn được những cái vị trí bất động sản rất là tuyệt vời, rất là đẳng cấp và hiếm có. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau.